Xin chào tất cả các bạn. Giáo sư tiến sĩ Phạm Ngọc Thạch tiết lộ bí quyết biến chất thải thành vàng một cách dễ dàng, ai cũng có thể làm được. Như chúng ta đã biết, hiện tại cái chất thải hữu cơ từ chăn nuôi và trồng trọt rất là nhiều, và nó là một cái vấn đề đang gây ô nhiễm môi trường rất là lớn. Những cái trang trại heo, cái trang trại gà, những trang trại bò, hoặc là những cái loại trái cây phế phẩm bỏ đi, chúng ta sử dụng các thủ công là ủ để làm phân, hoặc dùng con trùng quế để xử lý nó để mà tạo ra một cái nguồn phân hữu cơ tốt cho cây trồng. Nhưng mà hai cái vấn đề đó nó cũng tốt, nhưng mà nó có một cái mặt hạn chế của nó là được cái số lượng không nhiều, tốn diện tích và cái thời gian rất là lâu. Nếu mà ủ phân thì cũng phải cỡ tầm 2 đến 3 tháng. Có một cái cách mà giáo sư tiến sĩ Phạm Ngọc Thạch chia sẻ, đó là dùng con ấu trùng rùa lấn đen. Thì cái vấn đề này đã được nhiều nước trên thế giới sử dụng, và ở Việt Nam thì có những cái trang trại quân đội, những cái trang trại lớn họ đã áp dụng vào. Thì nhắc đến nuôi ruồi thì đó là một cái cụm từ khá là mới, khá nghe khá là lạ. Thì tại sao lại nuôi ruồi? Nuôi ruồi thì tạo cho chúng ta một cái cảm giác là những con ruồi nó cứ bay vo ve chúng ta, rồi nó đậu lên thức ăn, nó gây ra những cái nguồn bệnh, nó mang những con vi khuẩn, hoặc là như những cái con ruồi chích thì nó sẽ làm hại cho hoa màu của chúng ta. Nhưng mà con ruồi lấn đen thì nó lại ngược lại, con này nó chỉ thích sống ở ngoài vườn, ngoài bờ rào, bờ dọc, và cái vòng đời của nó rất là ngắn, nó chỉ trong vòng 7 ngày. Và trong suốt quá trình 7 ngày đó, nó không ăn bất kỳ một cái gì. Nó không có cái miệng, hay là nó không có cái vòi để chích hút, nên nó không có gây gì hết. Còn nó sống sạch sẽ, nó không có đậu vào cái những cái nguồn chất thải, nên nó không có gây những cái con vi khuẩn cho chúng ta. Thì làm sao để mà sử dụng con ruồi lấn đen này biến được cái chất thải thành vàng? Thì nếu như mà các bạn thích cái nội dung này thì các bạn comment ở phía dưới nhé. Tôi muốn biết nhé. Đó. Thì sử dụng cái con ruồi lấn đen như thế nào? Thì đầu tiên chúng ta phải biết được cái vòng đời của ruồi lấn đen. Vòng đời của ruồi lấn đen là có 4 giai đoạn chính: trứng, sau là ấu trùng xong thành nhộng, nhộng xong rồi lại nở thành ruồi. Thế thì gói gọn cả một cái vòng đời đó chỉ nằm trong khoảng 45 ngày, rất là ngắn đúng không ạ? Và suốt 4 cái vòng đời đó, nó chỉ ăn duy nhất trong cái giai đoạn là ấu trùng. Thì chúng ta xử lý dùng cái giai đoạn ấu trùng đó để xử lý chất thải hữu cơ. Con này nó có một cái enzyme rất là đặc biệt để mà xử lý được hầu hết tất cả các loại chất thải hữu cơ. Cái điều đặc biệt hơn nữa là cái tốc độ xử lý và cái khối lượng xử lý của nó cực kỳ nhanh và cực kỳ lớn. Chỉ cần trong vòng 10 đến 15 ngày thì con ấu trùng rùa lấn đen nó có thể xử lý xong cái lượng chất thải hữu cơ đó. Và vì nó có một cái lượng enzyme rất là đặc biệt để xử lý hầu hết tất cả các loại hữu cơ, nên nó tạo ra được một cái nguồn phân bón cực kỳ tốt. Thạc sĩ Nguyễn Văn Chí có nói trên kênh VTC16, cái phân của ấu trùng rùa lấn đen nó đáp ứng đủ ba cái yếu tố. Cái yếu tố thứ nhất là phân hữu cơ, cái yếu tố thứ hai là phân vi sinh, và cái yếu tố thứ ba là phân sinh học. Và nó nằm trong top cái loại phân vữa hữu cơ vi sinh tốt nhất trên thị trường hiện nay. Rất là tuyệt vời phải không các bạn? Các bạn thích nội dung này, các bạn comment chữ thích nha. Rồi, cái điều đặc biệt thứ hai nữa, đó là nó tạo ra một cái nguồn đạm từ con ấu trùng. Nó tạo ra con ấu trùng là một cái nguồn đạm cực kỳ lớn, có thể dùng ứng dụng trong chăn nuôi, rất là tuyệt vời. Có nguồn đạm cao và nó có thêm một cái lượng chất béo cao, và nó có thêm được những cái acid amin, những cái lysine, và đặc biệt có rất là nhiều acid lauric. Thì cái acid lauric này, như thạc sĩ Nguyễn Văn Chí có nói, thì nó là một cái chất giống như là cái chất chống ung thư cho vật nuôi các bạn. Nó rất là tốt cho vật nuôi, nó giúp tăng cái sức đề kháng cho vật nuôi rất là tốt. Và ngoài ra thì nó có hàm lượng canxi rất cao, nên ở trong miền Nam thì người ta hay gọi cái con này
cái con ấu trùng ruồi lớn đen là con sâu canxi. Khi mà ứng dụng cái con ấu trùng ruồi lớn đen để xử lý chất thải thì nó giải quyết được nhiều vấn đề, trong đó có vấn đề về thời gian nè, vấn đề về xử lý chất thải, giảm ô nhiễm môi trường nè đó. Và nó tạo ra được hai cái sản phẩm là cái nguồn phân hữu cơ vi sinh rất là tốt và cái nguồn đạm rất là cao dùng để cho chăn nuôi. Thì đó đó là cái điểm mấu chốt để mà biến chất thải thành vàng. Bạn nào, bà con nào mà tận dụng được những cái nguồn chất thải đó để mà dùng cái con ấu trùng ruồi lớn đen này xử lý thì các bạn có thể biến ra được hai cái đó. Khi mà một cái nguồn phân tốt thì chúng ta có thể dùng cho trồng trọt, cái nguồn đạm cao chúng ta có thể dùng cho chăn nuôi. Thì hiện tại ở Việt Nam mình có rất là nhiều đầm tôm, vuông tôm, đầm cá, hầm cá, những cái trang trại gà vịt họ đã ứng dụng cái con này, và thậm chí có cả trang trại heo họ đã ứng dụng cái con này, vừa để xử lý chất thải của những vật nuôi đó, vừa dùng cái nguồn đạm tự nhiên mà sản xuất ra từ trong cái quá trình đó để chăn nuôi lại những cái con vật nuôi của mình. Tất nhiên là nó phải có qua một cái giai đoạn để mà làm sạch cái con ấu trùng rồi sau đó chúng ta chăn nuôi. Ngay bây giờ các bạn hãy xác định cái nguồn chất thải xung quanh mình, hoặc là ngay tại chính những cái gia đình mình, hoặc là những cái trang trại của mình, hoặc là những cái lò mổ, hoặc là những cái rẫy chúng ta có những cái nguồn phế phẩm từ trồng trọt đó, những cái nguồn trái cây, chúng ta hãy tận dụng ngay những cái nguồn chất thải đó để mà ứng dụng con ấu trùng ruồi lớn đen cho chăn nuôi và cho trồng trọt, để chúng ta có thể biến được những cái phế phẩm, những cái chất thải đó thành vàng, xử lý nó tạo ra vàng. Thì những cái chất thải này gần như chúng ta là mua với giá cực kỳ rẻ hoặc là không tốn tiền. Có nhiều bạn là họ xử lý được nhiều thì họ còn đưa tiền cho mình để mình xử lý những cái nguồn chất thải đó cho họ. Thì chúng ta có cái nguồn thức ăn, gọi là cái nguồn chất thải là cái nguồn thức ăn cho con ấu trùng á, với cái giá gần như là không đồng đó, mà chúng ta tạo ra được một cái nguồn phân, chúng ta vừa có phân để chúng ta bán hoặc là chúng ta ứng dụng trong trồng trọt, và chúng ta có một cái nguồn ấu trùng. Cái nguồn ấu trùng này rất là lớn nha các bạn, cái nguồn ấu trùng này cực kỳ lớn luôn. Các bạn có thể dùng nó để chăn nuôi cá, chăn nuôi tôm, nuôi ếch, nuôi lươn, nuôi gà, nuôi vịt, nuôi heo, nuôi cút, nói chung là hầu hết rất là nhiều các loại vật nuôi để chúng ta chăn nuôi. Mà tại sao chúng ta không làm ngay từ bây giờ, ngay từ thời điểm nó còn mới, ngay từ thời điểm ít người biết tới, thì đó, cái thời điểm đó nó có nhiều cơ hội cho các bạn để các bạn làm. Còn sau này khi mà nó đã phổ biến ra nhiều rồi, nhiều người biết tới rồi, thì lúc đó thì đồng nghĩa cái cơ hội nó giảm dần đó. Thì chúng ta phải làm ngay hôm nay, chúng ta nếu như chúng ta làm chủ hoặc là chúng ta có những cái nguồn phế phẩm thì chúng ta phải làm ngay hôm nay, nghiên cứu ngay từ bây giờ để chúng ta giải quyết những cái vấn đề đó, vừa làm tốt cho môi trường, vừa làm một cái cách làm giàu. Các bạn nào mà muốn làm thì các bạn comment cái chữ tôi sẽ làm ở dưới nhé. Nếu mình thấy đủ nhiều mình sẽ chia sẻ cái tài liệu của giáo sư tiến sĩ ở Đại học Nông Lâm đã có nghiên cứu về cái con ruồi lớn đen này và đã tổng hợp thành một cái cuốn sách. Thì các bạn cứ comment ở phía dưới, mình sẽ làm cái clip và sau này mình sẽ chia sẻ cái tài liệu đó cho các bạn để các bạn có thể tham khảo, để các bạn tự tin hơn để các bạn làm về cái vấn đề này. Và các bạn đừng quên nhé, nếu như thấy hay và nếu thấy thích về cái chủ đề xử lý môi trường và cái chủ đề chăn nuôi ấu trùng lớn đen thì các bạn cứ nhấn nút đăng ký phía dưới nhé, để cùng mình chúng ta nghiên cứu nhiều hơn về con ruồi lớn đen để phát triển một cái nền nông nghiệp sạch. Thôi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video clip tiếp theo. Bye bye!